Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn dân dã và cũng rất là ngon. Đó là cái món cá bống đục kho tiêu, cũng có thể gọi là cá bống đục kho tộ hoặc là cá kho tội, các bạn muốn gọi sao đó là gọi. Cái này gọi là cá đục hoặc là cá bống đục. Thì nó có một loại nữa, đó là cái cá bống. Thì cái loại đó cách kho nó cũng y chang như vậy thôi. Thì mình làm mẫu cái cá này thì các bạn có thể áp dụng luôn cho các loại cá nhỏ tương tự, chẳng hạn như cá chốt, cá đục hoặc cá bống gì đó. Bạn muốn kho kiểu này cũng được, đều ngon hết. Thì về cái nguyên liệu thì mình sẽ sử dụng ở đây khoảng hơn nửa ký cá bống đục. Về gia vị thì mình sẽ bỏ một chút dầu ăn. Khoảng nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng muối, và khoảng một muỗng tiêu. Mình sẽ sử dụng khoảng 4 củ hành. 4 củ hành tím này mình sẽ băm nhuyễn để mình bỏ vào. Thì đường mình sẽ bỏ sau, bởi vì mình kho về phần kho cá cái tộ này á, thì mình bỏ đường trước nó dễ bị cháy, cho nên mình sẽ bỏ sau. Rồi mình sẽ sắc vào vài trái ớt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt lên cho nó sôi. Khi nó đã sôi, nó đã ra một chút nước rồi thì mình sẽ tiến hành bỏ đường vào. Mình sẽ sử dụng là khoảng một muỗng rưỡi đường. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại cho nó tiếp tục sôi. Rồi sau khi nó đã sôi rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ cái nước màu vào. Các bạn cho nó sôi khoảng 5 phút ha. Thì chúng ta sẽ mở nắp ra và chúng ta sẽ bỏ cái phần nước màu vào. Đây là nước màu chúng ta tự thắng. Nếu các bạn không biết cách thắng nước màu thì các bạn có thể mua, nhưng mà nên thắng nước màu để ăn cho nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nếu mà nó vẫn chưa ngập cá, khi các bạn bỏ nước màu chưa ngập cá thì chúng ta sẽ đổ thêm một chút nước vào để cho cá nó sẽ được ngập hết nước, và sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại bằng to lửa luôn. Phần còn lại thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc nấu, các bạn mở to lửa cho nó sôi to, sau đó chúng ta sẽ nhỏ lửa lửa lại và chúng ta sẽ kho trong khoảng nửa tiếng. Rồi mình thích ăn nước cho nên mình sẽ để cho nó hơi sắp sắp nước như thế này để có nước mà chan. Rồi sau khi cá nó đã thấm rồi, chúng ta kho nửa tiếng rồi chúng ta sẽ tắt bếp và bỏ tiêu vào. Các bạn nào thích ăn hành thì chúng ta sẽ sắc một ít hành lá vào. Hành lá chúng ta sẽ sắc hạt lựu ô vuông như thế này nè. Rồi. Và bây giờ là cái nồi cá kho của chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta chỉ việc dọn dẹp ra và thưởng thức cái món ăn này cùng với gia đình thôi. Thì chúc các bạn thành công và ngon miệng với cả nhà. Thịt đâu? Các bạn nhớ subscribe kênh.
like và chia sẻ video để ủng hộ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.
thôi của anh thôi. Cool.